Mình xin chào các bạn nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Head Honda Nam Sương Năm ở tại thành phố Bạc Liêu. Địa chỉ cụ thể của Head là ở số 366 đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu đó các bạn. Thì đây chính là tuyến đường Trần Phú nè. Và bên ngoài này là Head đã chuẩn bị cho mình những chiếc xe Honda Winner để mình báo giá trong ngày hôm nay là những ngày cuối tháng 5. Nhưng mà lý do trời mưa các bạn. Trời mưa cho nên là mình không thể nào ra ngoài quay cho các bạn xem được. Và mình sẽ báo giá cho các bạn lần lượt luôn, từng phiên bản một. Đầu tiên là phiên bản thể thao, là cái màu đỏ đen này, đang có giá là 39.500.000. Kế đến là phiên bản giới hạn, thì hiện tại cửa hàng cũng bán bằng giá luôn với phiên bản thể thao không có phanh ABS là 39.500.000. Vấn đề khuyến mãi chút xíu mình nói sau nha. 39.500.000 này là cái giá chưa có khuyến mãi nha các bạn. Kế đến là phiên bản Camo. Phiên bản Camo nha. Thì hiện tại đang có giá là 42 triệu. Phiên bản Camo đang đậu ở trong kho đó các bạn. Phiên bản màu đen mờ đang có giá là 42 triệu luôn. Còn phiên bản mà đường đua ở ngoài này nè các bạn thấy nè. Thì đang có giá là 42.500.000. Và cuối cùng là phiên bản thể thao mà có phanh ABS thì sẽ có giá là 43 triệu. Thì hiện tại là Honda đang có chương trình hỗ trợ là 3 triệu một xe, hoặc là mua xe trả góp lãi suất 0%. Thì cái giá nãy giờ mình báo là chưa có hỗ trợ nha các bạn. Ví dụ như các bạn mua một chiếc xe thể thao có phanh ABS đi, tức là phiên bản màu bạc đen đỏ, đang có giá là 43 triệu mình báo giá cho các bạn nãy giờ nè. Thì khi mua xong, các bạn có cặp vẹt gốc mang đến Head thì ở đây sẽ trả lại cho các bạn 3 triệu. Như vậy là cái giá cuối cùng phiên bản thể thao có phanh ABS nó chỉ còn là 40 triệu thôi. Cũng như phiên bản thể thao mà bản giới hạn nè. Riêng cái bản giới hạn này á thì Honda không hỗ trợ nha. Khi mua xe thì vẫn là 39.500.000. Đó, nhưng mà với phiên bản thể thao này, khi mua xe á 39 năm thật, nhưng mà sau khi có cặp vẹt đến đây các bạn sẽ được hoàn lại 3 triệu. Như vậy là cái giá cuối cùng nó chỉ còn là 36.500.000 cho chiếc xe Honda Winner này khi các bạn mua trả thẳng nha. Thì đó là đối với những bạn mà mua trả thẳng nha. Còn với những bạn mà muốn mua trả góp thì đây nè, hoặc là mua xe trả góp lãi suất 0%. Như vậy là nếu các bạn mua xe trả góp là mà lãi suất 0% này á thì các bạn sẽ không được hỗ trợ 3 triệu. Không được hỗ trợ nha. Như vậy ví dụ như các bạn đến cửa hàng và mua một chiếc xe Honda Winner phiên bản thể thao này mà muốn mua trả góp lãi suất 0% thì cái giá nó sẽ vẫn là 39.500.000. Như vậy nha. Còn nếu các bạn muốn giảm 3 triệu á thì bắt buộc phải có lãi suất. Như vậy thì các bạn cứ đến cửa hàng và nhờ các bạn nhân viên bên ngân hàng HD, ZAC hay là ngân hàng nào đó tư vấn cặn kẽ hơn để mình so sánh xem là cái nào nó ngợi hơn. Một là mua xe được giảm 3 triệu có lãi suất. Hai là mua xe không lãi suất nhưng mà không được giảm 3 triệu, xem là cái nào nó ngợi hơn nha các bạn. Đây là phiên bản màu đỏ đen, phiên bản mới đó các bạn. Còn đây là phiên bản giới hạn nè. Hiện tại thì phiên bản giới hạn này những ngày mà nó mới về á, giá nó cao hơn phiên bản thể thao một chút. Nhưng bây giờ thì cửa hàng đã đưa nó bằng giá với phiên bản thể thao luôn. Thì thực chất là ngoài cái tem là Limited Edition này á, thì nó không có gì khác biệt so với những phiên bản khác. Mà thậm chí nó còn không có phanh ABS nữa các bạn. Đây là một cái điều rất đáng tiếc. Còn dư thời gian nè, mình sẽ quay cho bạn xem kỹ hơn cái màu này chút xíu. Và địa chỉ cửa hàng á, là ở số 366 đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu. Còn số điện thoại cửa hàng mình sẽ cho các bạn là 3 số. Mình sẽ lần lượt để ở trong phần mô tả nha. Đầu tiên là số điện thoại bàn. Số điện thoại bàn á, là nơi các bạn nhân viên đang ngồi ở đây. Thì khi các bạn gọi vào là sẽ có người nghe ngay. 02916 250888 các bạn là số bàn. Còn hai số di động á, là 0949 064 278. Kế đến là 0913 023 229 nha, là hai số di động.
các bạn cứ gọi vào một trong ba số này, nếu mà số nào bắt máy được thì nghe, còn không thì mình gọi số khác nha các bạn. Ngoài dòng Winner á, thì những dòng xe khác như là xe số như là Honda Venfa, Future, WRX, Black và xe tay ga Vision, tất cả dòng xe của Honda luôn, mình đã có một cái clip mình báo giá riêng. Còn riêng cái dòng mà Winner á, mình sẽ ưu ái là một cái clip riêng cho dòng xe Honda Winner này. Vì thực ra là dòng xe Winner á, có rất nhiều bạn đang quan tâm rất nhiều. Tính ra thì xe ra mắt gần 2 năm rồi các bạn, nhưng mà cái độ hot của xe thì vẫn còn. Và thêm lần nữa là Honda đang giảm giá dòng xe này rất là nhiều. Thậm chí là xem ra giá một chiếc xe Honda Winner phiên bản thể thao này nó gần bằng với một chiếc xe Honda Future. Và đã có những bạn đang lăn tăn là không biết nên Future này hay là nên Winner X này, nên mua đó các bạn. Thì mình cũng đã có một cái video mình so sánh sự tiện lợi cũng như là bất lợi của cả hai dòng xe này cho các bạn rồi. Các bạn có thể tìm xem nha. Xe này thì nếu mà các bạn nào có gia đình, có em bé nhỏ thì đi nó sẽ hợp lý hơn. Và nó có một cái cốp nữa các bạn. Và tiết kiệm xăng là vô địch rồi. Còn với dòng xe 150 thì nó chỉ được cái bốc nè, đầm mà ổn định khi đi đường trường thôi. Còn nếu các bạn đi chợ, đi trong thành phố thì nó hơi vất vả. Đó, được cái này thì nó mất cái kia. Còn dòng xe Future thì các bạn chăm sóc nó cũng dễ hơn. Chăm sóc nó dễ hơn các bạn. Nhưng mà khi đi đường trường thì làm gì thì làm, nó không thể nào mà bốc cũng như là đầm và ổn định được như chiếc Winner. Tốc độ nó cũng không bằng luôn. Đổi lại thì nó có cốp, tiện ích nó nhiều hơn, yên cũng dễ ngồi hơn. Còn chiếc Winner này thì nó sẽ cho các bạn một cái cảm giác phấn khích khi mà cầm lái ha. Hôm nay mình xuống Bạc Liêu cũng đi bằng một chiếc Honda Winner X đang đậu bên đó các bạn. Mắc mưa từ sáng tới giờ đó, bên đầu này bên đó ha. Mình đã đi 21.000 cây số rồi và rất tuyệt vời với chiếc Honda Winner. Càng chạy nó càng mượt các bạn. Còn về mà vấn đề mà làm biển số thì cửa hàng cũng có nhận làm biển số luôn. Nếu các bạn có yêu cầu sẽ có nhân viên làm biển số cho các bạn nha. Còn về vấn đề mà chi phí thì đó là do các bạn thương lượng với cửa hàng. Còn phí mà ra biển số luôn thì tùy vào thôi. Ví dụ như các bạn ở huyện thì phí biển số cho chiếc Winner nó khoảng 1.3 triệu, 1.5 triệu. Còn ở tại thành phố như Bạc Liêu, Sóc Trăng chẳng hạn hay Vĩnh Long thì nó sẽ tầm khoảng 3.5 triệu. Còn hai thành phố lớn nhất Việt Nam mình là Hồ Chí Minh và Hà Nội là cái phí nó khoảng chừng 5 cho đến 6 triệu. Rất là cao nha. Mặc dù giá xe nó giảm thật nhưng mà khi các bạn đi đóng phí trước bạ, người ta vẫn tính cái giá đề xuất của xe của Honda đó các bạn. Ví dụ như chiếc xe này nè, giá hiện tại nó còn 36 năm đúng không? Nhưng mà nếu các bạn đi làm biển số thì cái giá trên giao thông nó vẫn là 45 triệu khoảng đó. Bây giờ hôm nay mình lại xin tiếp tục kết thúc đôi luôn nha. Khi nào có thời gian mình sẽ lại tiếp tục xuống đây mình cập nhật giá cho các bạn. Đúng ra nếu mà trời nắng đẹp á là mình ra ngoài quay là rất đẹp luôn các bạn. Rất tiếc. Cửa hàng đã cố gắng chuẩn bị sẵn những dòng xe Winner đậu ở ngoài cho mình. Nhưng mà bất ngờ là trời lại mưa. Bây giờ mình xin phép kết thúc video luôn nha. Xin chào các bạn.